Nhà là nơi... Thôi nào, đây đâu phải là quảng cáo bất động sản thông thường. Đây là thông tin cho những nhà đầu tư thông minh. Sáng cuối tuần, trong trẻo và yên lành, anh thưởng thức tách cà phê, tận hưởng những giai điệu yêu thích. Còn em bắt đầu ngày mới khỏe khoắn theo cách của mình bên sân nhà xanh mát. Ngày như rộn ràng hơn khi những người bạn chúng ta ghé thăm nhà. Ai nấy đều thích ngôi biệt thự vì thiết kế thoáng đãng, chan hòa với thiên nhiên nhưng tinh tế và sang trọng, với lối kiến trúc đậm chất Địa Trung Hải. Là nơi chúng ta cùng chia sẻ nhiều niềm vui bất tận bên những người thân yêu. Em cùng bạn bè tận hưởng những phút giây không lo toan phiền muộn. Còn anh sẽ chinh phục những giá trị sống đỉnh cao của những người đàn ông thành đạt. Và ngày lắng đọng với những phút giây đầm ấm bên nhau giữa thiên nhiên trong lành, thuần khiết không đâu có được. Em à, đó là một chương mới trong hành trình hạnh phúc của chúng ta, và chính là món quà anh ấp ủ bấy lâu muốn dành tặng em trong ngày đặc biệt hôm nay. Chúng mình sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống mới đầy thăng hoa tại Phúc An Garden em nhé.